Đầu năm 2020, khi thế giới tưng bừng chào đón thập kỷ mới, một dịch bệnh kinh hoàng lẫn khó hiểu xuất hiện. Với triệu chứng như cúm thường, sốt cao, ho, đau cổ họng, đau đầu. COVID-19 hay còn gọi là viêm phổi do virus corona gây ra làm suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến phổi bị tổn thương, nếu nặng có thể dẫn đến tử vong. Điều kỳ lạ khiến các nhà khoa học bối rối đó là virus có thời gian ủ bệnh khá dài, có thể từ 7 đến 27 ngày. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là người đã nhiễm virus vẫn có vẻ rất khỏe mạnh trong thời gian dài. Trong thời gian đó, virus sẽ âm thầm truyền từ người bệnh sang người không bệnh, khiến mọi người xung quanh đứng trước nguy cơ lây nhiễm mà không hề hay biết. Thôi, tiêu rồi. Giờ phải làm sao? Đừng chủ quan, cũng đừng hoảng sợ. Bạn có thể bảo vệ chính mình bằng những cách sau. Thứ nhất là đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi chăm sóc người bệnh. Khẩu trang y tế chỉ dùng một lần. Thứ nhì là rửa tay kỹ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với người bệnh, sau khi đếm tiền hoặc đi từ ngoài đường trở về nhà. Thứ ba là hạn chế tụ tập nơi đông người. Thứ tư là ăn thức ăn đã nấu chín, không ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc được bày bán ở những nơi không sạch. Xịt khử trùng khi cần. Gọi 911 hoặc bệnh viện khi thấy có các triệu chứng nhiễm bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người khác khi thấy không khỏe. Nhưng bạn có biết có một bệnh dịch còn đem lại sự hủy hoại đáng sợ hơn cả COVID-19 không? Đó là tội lỗi. Tội lỗi ẩn giấu trong tấm lòng khiến chúng ta tự nhủ mình vẫn ổn, cho đến khi chẳng còn ổn chút nào. Kinh Thánh cho biết mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nghĩa là cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Nhưng Kinh Thánh cũng hứa, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chứng nan y của loài người chính là tội lỗi. Một ngày kia nó sẽ dẫn chúng ta đến sự chết đời đời. Nhưng Thiên Chúa, tức là ông trời, Đức Chúa Trời, quá yêu thương con người, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu là con một của Ngài, để bất cứ ai tin nơi Chúa Giê-xu không bị hư mất nơi hỏa ngục mà được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là câu trả lời cho căn bệnh nan y mang tên tội lỗi. Chúa hứa ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Bạn ơi, xin nhớ bảo vệ bản thân khỏi bệnh tật bên ngoài, nhưng cũng đừng quên bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh tội lỗi bên trong. Bạn ơi, Chúa yêu bạn nhiều lắm. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang là mối đe dọa lớn cho toàn thế giới. Cho đến thứ năm vừa qua, nạn dịch này đã lan tràn trên 170 quốc gia với 229.000 trường hợp và gây tử vong cho trên 9.300 người. Riêng tại Hoa Kỳ đã có trên 150 trường hợp tử vong. Chúng ta phản ứng như thế nào trước đại dịch này? Người tin nơi Thiên Chúa tin rằng Thiên Chúa là đấng tể trị trong đại dịch COVID-19. Thiên Chúa là đấng tể trị, nghĩa là Thiên Chúa cầm quyền trên tất cả. Không điều gì có thể xảy ra nếu Thiên Chúa không cho phép. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện vua David của Israel làm điều sai lầm khi ông ra lệnh kiểm tra dân số và bị Thiên Chúa hình phạt ông. Và vua David phải chọn lựa một trong ba hình phạt sau. Ba hình phạt đó là thứ nhất, hoặc là 7 năm bị đói kém, hoặc là
ba tháng bị kẻ thù rượt đuổi, hoặc là ba ngày bị bệnh dịch hoành hành trong cả nước. Vua David đã chọn hình phạt thứ ba, tức là ba ngày bị bệnh dịch hoành hành. Và ông nói, thà chúng ta sa vào tay của Đức Chúa còn hơn, bởi vì sự thương xót của Ngài là rất lớn. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy bệnh dịch xảy ra trong thời của vua David là hình phạt của Chúa đối với con dân của Ngài. Nhưng Chúa đã thương xót và cứu chữa sau đó. Vua Salomon dân ta hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Lời Chúa dạy rất rõ, chúng ta phải làm những điều sau. Thứ nhất là hạ mình, rồi đến cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và từ bỏ con đường gian ác. Hạ mình hàm ý khiêm nhường, công nhận giới hạn và yếu đuối của mình. Thật vậy, trong cơn đại dịch này, con người thấy rõ giới hạn và khả năng của mình. Giữa thế kỷ 21 này, nhân loại tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, nhất là về y khoa, nhưng con người không thể làm gì trước một con virus nhỏ xíu, mắt thường không thấy được. Chúng ta phải công nhận yếu đuối của mình, tức là công nhận thẩm quyền và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Bàn tay của chúng ta không thể làm nên tất cả. Sau khi hạ mình, chúng ta phải cầu nguyện. Hơn lúc nào hết, cầu nguyện là giải pháp cho nan đề của chúng ta. Tổng thống Trump đã ban hành mọi biện pháp, nhưng cũng kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua là ngày cầu nguyện toàn quốc. Cầu xin Thiên Chúa thương xót đất nước và cứu chữa chúng ta. Cầu nguyện là cầu nguyện với Thiên Chúa, không phải với một ai khác. Vì chỉ một mình Ngài là đấng tạo hóa mới có quyền cứu giúp chúng ta. Điều thứ ba, Chúa bảo chúng ta là phải tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa có nghĩa là tôn thờ Ngài. Xưa nay nhân loại đã từ bỏ Chúa, đeo đuổi, tìm kiếm những gì cho riêng mình. Chúng ta quên hẳn Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta tất cả mọi điều, từ vật thực để sống còn, đến đầu óc thông minh, đến khả năng sáng tạo. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã khước từ Ngài. Chúa Giêsu dạy trước hết, nghĩa là trên hết mọi điều, ưu tiên số một của chúng ta là chúng ta phải tìm kiếm nước của Chúa và công chính của Ngài. Nước của Chúa, tức là vương quốc của Chúa, nói đến quyền cai trị của Ngài. Chúng ta phải thần phục Chúa để cho Chúa cai trị. Công chính của Chúa nói đến tiêu chuẩn của Ngài, sống theo mẫu mực mà Chúa đã truyền dạy. Đó là yêu kính Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính bản thân. Tìm kiếm Chúa là như vậy. Và cuối cùng, từ bỏ con đường gian ác. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình đâu có làm điều gì gian ác mà phải từ bỏ. Nhưng gian ác đây là gian ác ở trước mắt Chúa, theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết điều lành mà không làm, đó là chúng ta đã mắc tội với Chúa rồi. Tội cũng mang ý nghĩa sống sai mục đích. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta vì vinh quang của Ngài. Nếu chúng ta sống không làm rạng danh Thiên Chúa cũng là đã mắc tội với Chúa. Từ bỏ con đường gian ác vì vậy nghĩa là nhận mình có tội với Chúa, ăn năn và quay lại tôn thờ Chúa là chân thần. Chúng ta đang sống trong đại dịch COVID-19 với nhiều hoang mang lo sợ. Nhưng điều chúng ta có thể khẳng định là Thiên Chúa là đấng tạo hóa vẫn cầm quyền tể trị trên mọi việc. Lời Chúa dạy, chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng dù có gì xảy ra, Thiên Chúa vẫn đứng bên trên mọi điều, và mọi điều sẽ mang lại lợi ích đến cho chúng ta nếu chúng ta thật sự có lòng yêu mến Thiên Chúa. Và như lời Chúa đã phán với vua Salomon ngày xưa, để chúng ta thật lòng hạ mình, tìm kiếm Chúa, từ bỏ con đường tội lỗi và cầu nguyện với Chúa. Chúa hứa với chúng ta, từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi và chữa lành đất nước.
Chúng tôi kính mời quý vị hạ mình tìm kiếm Chúa, từ bỏ con đường tội lỗi và cầu nguyện với Ngài. Dù thế sẽ có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa. Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dù ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối, trong cuộc đời của tôi. Người nào ở trong nơi kinh đau của Cha Thiên Thượng sẽ hằng được ở dưới bóng của đồng toàn nắng. Tôi thưa với Chúa tôi rằng Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đồn lũy vững chắc muôn đời, tôi tin cậy Ngài. Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi né vào. Sự thanh tịnh của Chúa là cái khiên và mọc của tôi sẽ chẳng kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày. Dịch lệ lấy ra trong tối tăm hoặc sự huy pha trong lúc trưa. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa. Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối, trong cuộc đời của tôi. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin sai thiên sứ.